thần ri băng satin này ra. Hàm răng của hớt ghi quốc ghi tới công chuyện với bác sĩ nha khoa luôn. Cô bọ Ladybird đang đợi đến lượt mình. Wow, nhiều bệnh nhân thế này. Ồ, cô ơi, mang khẩu trang vào nhanh nha. Nhưng mà em mang rồi mà. Đây ạ. À. Ồ, không không không, khẩu trang y tế ấy. Ok, chị thấy cái này bao giờ chưa ạ? À? Chà, ai là người tiếp theo? À, mẹ ơi, quái vật, cứu người. Ủa, khẩu trang thôi mà. Nhưng mà giờ mình đứng đầu hàng rồi nè. Cô Ladybird, cô là người tiếp theo. À. Ồ, coi nào. Chị kêu em mang khẩu trang mà ha. Đến giờ ăn rồi nè. Cái này để ăn sao nhỉ? Giờ chúng mình cần khoanh tròn này nè. Dán hạt này để làm chân. Che lại bằng giấy đèn led nha. Trang trí bằng giấy xốp. Đặt chiếc bàn này để cho bệnh nhân nằm ở trên đó nha. Chiếc máy MRI sẽ cho bạn thấy cơ thể thật bên trong của người khác. Hôm nay bệnh viện Lalelu mở cửa nè. Hola các bé nha. Chúng mình cùng bắt đầu buổi thuyết trình về máy MRI nha. Máy quét MRI có thể cho thấy ở đây chỉ có một nút, mũi và cây bút trong bức hình. Không có xương ạ. À, sao lại như thế nhỉ? À, em tháo cả đầu ra luôn được nè. Hoan hô, Olaf. Chúng mình lấy băng keo họa tiết ra. Dán phần mềm vào chính giữa. Chúng mình có nhiều băng keo đủ màu chưa nè? Gấp chiếc hộp này lại. Đủ màu băng keo cá nhân cho mọi dịp luôn. Chúng mình đến tiêm vaccine. Được rồi, cái này dễ mà. Nhưng mà con của em có chút lo lắng. Nhìn nè bé yêu, như kiến cắn thôi á mà. Đánh lạc hướng bé bằng que kem nào. Xong rồi. Giờ thì cho bé một miếng băng keo thiệt đẹp nha. Cảm ơn cô nha, giữ sức khỏe ha. Phần này của hộp nhựa này sẽ biến thành màu xanh. Gắn thêm chân đế hình trụ. Giờ thì mình có thể dùng khăn tắm một cách dễ dàng rồi. Cho bơ vào máy xay. Chúng mình sẽ dùng bồn dưỡng để thanh lọc cơ thể nha. Y tá chuẩn bị bồn tắm cho bệnh nhân mới. Trong lúc bé đang thay đồ sau vách che, có một bất ngờ dành cho cô nè. Yeah, đã quá à. Ngâm nửa tiếng và quên đi muộn phiền đi nha. Đắp mặt nữa là giống đại gia chứ nè. Để cho cô một khoảng riêng tư nào để có thể cảm nhận được liệu trình chứ nhỉ. Chú mèo và bút tia laser nè. Cắt thanh keo này ra và gắn vào vỏ. Tìm một chiếc nắp thật phù hợp nữa. Chiếc đèn này sẽ tiêu diệt hết tất cả các vi khuẩn có trong phòng. Cô bé này cảm thấy không được khỏe. Bệnh phát tán nhanh quá. Cùng chiếu đèn UV thôi nào. Cái này không hại cho cô chứ ạ. À? Hại vi trùng thôi nha. Tất cả vi khuẩn đã biến mất. Chúng mình đã đánh bại mầm bệnh cùng nhau nè. Em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Em sẽ xuất viện sớm thôi. Tấm vải này được nè. Quá hợp để làm thủ công luôn. Nhét bông vào nha.
Chà, nhìn như bao thư em bé vậy. Chúng mình có bé trai hay gái nhỉ? Nặng đất nặng. Ba la, sơn màu hồng và đất nặng nè. Coi mặt dễ thương chưa kìa. Giống mẹ chân dài và hớt ghê quất ghê chưa nè. Đội mũ lê xây lên. Các bé còn nhỏ nhìn dễ thương chưa nè. Các bé sẽ thấy dễ chịu khi ở trong khăn quấn ấm áp. Thêm dây ray băng. Chắc ba mẹ sẽ thích lắm đây. Lại có thêm những thiên thần ở khoa sản nè. Năm bé mới được sinh ra. Chà, hôm nay bé nào sẽ được về nhà nhỉ? Mấy bé dễ thương ơi, sẵn sàng chưa nào? À! Chà, có những bé hơi dị thường luôn. Sao mình lại sợ nhỉ? Các em dễ thương mà. Sau khi bình tĩnh lại, lại đây nào. Nhìn chiếc răng dễ thương này đây. Đúng là thiên thần nhỏ mà. Bác sĩ mê các bé lắm. Y tá cười suốt mà thôi. Chia hộp nhựa này ra. Sơn màu bạc lên. Thêm phần lót mềm ở bên trong nữa. Thấy không nè, mở nắp quá dễ luôn. Sắp xong rồi. Thêm tay cầm và ký hiệu chữ thập đỏ nữa. Chúng mình sẽ làm dụng cụ từ đồ trang trí và game nha. Miếng nhựa của cây cọ này sẽ làm ống tim. Băng gạc, dụng cụ và khử trùng đã sẵn sàng rồi. Anna đang xem kênh yêu thích. Đột nhiên, cô bị cào dạ dày. Sao đau thế này? Mình phải đến phòng cấp cứu thôi. Xe cứu thương mang cô đến bệnh viện. Đây là viêm ruột thừa. Y tá, mang dụng cụ giải phẫu vô trùng vào đi. Xung bình thường. Bắt đầu gây mê. Tim đập bình thường luôn. Chúng mình sẽ hoàn thành phần còn lại sau tấm màn này. Y tá, dao mổ, kẹp, gạt. Anna tỉnh dậy sau ca mổ sinh tử. Ồ, đầu mình quay mòng mòng luôn. Cảm ơn bác sĩ đã cứu con nha. Hộp sữa này làm thủ công là chỉ có chuẩn mà thôi. Mở phần sau ra như cánh cửa vậy. Khung cửa sổ. Gắn nút điều khiển. Trang trí phần thân với hình dáng xe cấp cứu nè. Còn thiếu còi báo động nữa thôi. Xe cấp cứu này sẽ mang nạn nhân đến bệnh viện nè. Chung tay cứu người thôi nào. Có tiếng mèo kêu. Bé mèo bị kẹt trên cây kìa. Mình sẽ giúp vậy, đừng sợ nha. Chị ơi, chị sao rồi, ổn không? Anna sợ quá và gọi xe cứu thương. Cẩn thận nha, mọi người sẽ giúp chị mà. Bác sĩ đến với chiếc mặt nạ hú hồn. Hồi trước có bệnh nhân cũng hù mình vậy á. Chúng mình phải dùng thuốc giảm đau nha. Đừng hòng bắt được đồ quái vật. Lạ ha, chắc chị đó khỏe lại rồi quá. Lấy một cục đất nặng. Nặng một cục tròn. Tạo hình thành đầu lâu. Cố định với thanh sắt để làm giá đỡ nha. Sơn giá đỡ màu nâu. Làm cho đầu lâu thạch cao này sáng hơn xíu nha. Tốt quá, nhìn như thật vậy nè. Quá đỉnh, lớp học giải phẫu đầu tiên. Ngồi thôi,
Chào các em, các em sẵn sàng chưa? Hôm nay chúng mình sẽ học cấu trúc của sọ não loài người nha. Có 23 xương, có 8 xương kép và 7 xương đơn. Ồ, em quan sát kỹ hơn được không ạ? À? Nhìn thú vị ha. Để thầy tìm thêm tài liệu bổ sung đã. Đây, đọc quyển về giải phẫu học này đi. Cảm ơn thầy, vui quá. Thầy rời đi, cô bé chạy đến đầu lâu. Bạn có nghĩ cái này là hàng thật không? Không nha, giả trân quá trời mà. Nhưng ngay lúc cô bé quay đi, một giọng nói lên tiếng. Hello. À, chạy đi. Hú hồn chưa? Làm máy chạy bộ từ que gỗ nè. Căng dây ra. Còn đây là màn hình điều khiển chính. Chạy trên chiếc máy chạy bộ này, bạn có thể có tốc độ ánh sáng luôn. Trung tâm vật lý trị liệu có máy mới nè. Ủa, sao vậy? Đau chân ạ. Nhưng mà con đang dưỡng thương ạ. Xem nào. Bình thường ha. Vậy giờ mình tập thể dục nha. Cậu bé chạy trên máy chạy bộ và bắt đầu chạy. Chậm quá, nhưng mà bộ động cơ đang chỉnh rất phù hợp rồi. Cậu biến thành Sonic luôn. Khởi động hơi cháy nhỉ. Cái gì vậy trời? Chiếc hộp nhựa đựng đồ chơi bị hư này làm thủ công được nè. Gắn các khung lại để làm máy siêu âm nha. Gắn thêm cả miếng giấy xốp kim tuyến nữa. Chà, mấy cục gom này màu mè chứ nè. Chúng mình sẽ làm thành bánh xe nha. Chọt thanh sắt qua. Giờ thì chúng mình có thể di chuyển máy đi muôn nơi rồi. Thêm màn hình và chỗ đựng. Gắn máy cảm biến lại từ ống hút và dây. Thêm cả bảng điều khiển. Xong rồi, giờ thì bệnh viện Lalilu có thể siêu âm được rồi. Tiên cá Elsa thấy không được khỏe cho lắm, nên cô đi khám. Bác sĩ ơi, bụng em đau quá, em bị sao vậy ạ? À? Để xem. Đầy hơi thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Sao vậy, bạn thấy ổn hơn chưa? Rồi nè. Bệnh nhân tiếp theo là Ladybird. Em cảm thấy có gì đó nhột nhột trong bụng ạ. Lạ ha, máy siêu âm sẽ cho mình biết ngay thôi. Xem nào, có vật đang động đậy. Lần đầu thấy luôn á. Nhìn như bọ Ladybird vậy. Thì ra là của cô bọ Ladybird. Mắc cười quá trời ơi. Ồ, hôm nay mệt mỏi quá. Cần phải nghỉ ngơi thôi. Dán chiếc hộp nhỏ này lại từ bìa trong nha. Vẽ vòng tròn. Lồng khung vào nào. Bẻ phần giá đỡ lên mức cao nhất. Gắn thêm cả thanh truyền nước nhỏ nữa. Giờ có cả bảng hiển thị tim mạch nữa nè. Chúng mình có hai túi cấp cứu. Giờ chỉ cần mình gắn vào nữa thôi. Lồng kính này sẽ giúp hồi phục sức khỏe cho các bé nè. Mẹ đang nghỉ ngơi. Một sự kiện cực hạnh phúc đã trải qua khoảng một thời gian rồi. Nhưng chưa là gì đâu. Con của em đây, mình có thể nhìn bé trong lòng nè. Bé có sao không ạ, bác sĩ? Bé khỏe, lồng kính này cũng bình thường mà. Ô, mừng quá. Em xuất viện được rồi đó. Muốn ẵm con không nào? Có chứ ạ. À. Ôi, thiên thần của mẹ. Chiếc hộp nhựa rỗng. Rửa sạch tí nha. Miếng giấy kính này quá hợp luôn. Cho vitamin C vào.
dán nhãn vào nha. Và sơn cái nắp màu cam luôn. Khi mà thả thuốc vào nước, thuốc sẽ tan ra đấy. Ui, nhiều bọt quá nè. Bác sĩ lại có việc làm nữa rồi. Thì em hay mệt lắm. Có cả quần thâm mắt luôn nè. Sao em tiều tụy với tàn thế ạ? À? Hiểu rồi, tóc hư tổn luôn rồi nè. Kết quả sẽ hiện trên tấm hình trong này. Em thiếu vitamin C đó. Chúng mình phải giải quyết ngay. Elsa tươi tắn trở lại. Sau hớp đầu tiên, chúng mình thấy rõ những biến đổi luôn. Elsa đã tươi tỉnh trở lại. Wow, em cảm ơn ạ. À. Nhớ mỗi lần một liều nha. Cắt túi bim bim này ra. Thêm dải dây kim loại lên. Thiết bị này có thể hồi phục lại tầm nhìn ngay cả những trường hợp khó nhằn nhất đó. Bác sĩ ơi, mắt của con bị làm sao á? Ước mơ sau này của con là trượt ván, nhưng mà con sợ tông vô mấy cái cây lắm. À, thử uống thuốc này đi nha. Dạ, con thấy đỡ hơn rồi, nhưng mà còn mờ lắm. Đừng lo, thuốc của Lalilu có tác dụng lắm đó. Đây là máy điều chỉnh tầm nhìn. Những gì con cần làm chỉ là mang vào và chọn chương trình phù hợp và đợi thôi. Ủa, đâu rồi? Ảo thế, con thấy được rồi nè. Thấy rõ là đằng khác à. Cô bé có thể thực hiện ước mơ của mình rồi. Cô bé sẽ chỉ cách làm những động tác thật ngầu trên chiếc ván này nè. Cắt sợi dây. Chúng mình sẽ cần những thanh này để làm chân đế bằng ống hút nha. Bánh xe từ xe đẩy này sẽ có ích lắm đây. Còn đây là chai dung dịch dinh dưỡng. Treo lên. Đến lúc hồi sức rồi. Cô Ladybird và Elsa đến bệnh viện. Chúng em thấy không được khỏe cho lắm ạ. Chúng em mất năng lượng quá. Có cách này nè. IVS với thuốc ma thuật sẽ làm cho bạn cảm thấy khỏe hơn. Và cả hai đều lấy lại được sự cân bằng của cơ thể. Màu đỏ là của cô Ladybird. Và màu xanh là của Elsa. Nằm xuống nào, nghỉ ngơi đi. Năng lượng sẽ được hồi phục lại. Ồ, khỏe khoắn và nhanh nhẹn chưa nè. Để mình thử làm phép nào. Băng giá vĩnh hằng. Ướt, hơi lố rồi. Em xin lỗi nha. Chiếc đèn pin vỡ thành nhiều mảnh. Chúng mình sẽ cho bé ngựa này ăn. Cho vừa vào nắp vỏ nhựa này. Phủ màu bạc lên toàn bộ nha. Chiếc đèn siêu sáng này ở khu này đều nhờ cả vào Lalilu đó. Millie và Isabella đến bệnh viện để truyền vitamin. Chờ tí nha, để chị chỉnh đèn. Mọi người đều được tiêm. Đếm số to lên nào. 1, 2, 3. Ngủ luôn rồi, được lắm. Giờ thì cho IVS vào thôi. Ủa, bác sĩ lỡ đá thanh truyền. Giờ thì lộn hết cả lên rồi. Các cô bé truyền vitamin cho nhau. Sẽ ra sao đây? Hình như sai sai. Khi các cô tỉnh lại, cả hai thấy lạ lắm. Nhiều năng lượng quá à. Millie sao rồi? Bó hoa, mình có thể tạo ra hoa được nè. Yeah, cái này vui à nha. Chúng mình sẽ dùng miếng xốp này để làm máy đo huyết áp. Vẽ màn hình. So sánh với hàng thiệt nào. Giống hàng thiệt ghê á. Khóa học sơ cứu dành cho những người yêu y học nè. Chúng mình bắt đầu nghiên cứu từ hệ tuần hoàn nha.
À mà, đây là máy đo huyết áp đây nè. Có ai muốn thử không nào? Wow. Em à, lại đây nào. Chị sẽ chỉ em cách dùng máy đo huyết áp nha. Ghi chú lại đi. Wow. Yeah, huyết áp của em bình thường. Ồ, chắc cuối tiết chị cũng phải thử đo của mình luôn quá. Miếng bìa cắt tông này có hình dáng quá chuẩn chưa nè. Phủ lớp vải lên. Lõi bọc bồn rửa sẽ biến thành hai bánh xe thật to nè. Thanh sắt đâm qua khung để làm xe lăn. Thêm tay cầm và lót mềm cho xe lăn nữa. Trang trí bằng hạt cườm. Và cả gương mặt dễ thương nữa. Các bé đang vui đùa ở công viên. Nè xem đây. Sao bạn không trượt ván? Mình bị bong gân nên không trượt được. Đừng buồn mà, mình có ý này nè. Bạn không thể trổ tài bằng cái này được đâu. Chỉ lái được thôi á nha. Ồ, cảm ơn nhiều. Chiếc ghế này cũng đáng yêu đó chứ nhỉ. Có cả lông mi nữa nè. Thoải mái không? Để mình giúp cho. Đi thôi. Chúng mình cần thanh keo nóng này. Thêm phần cổ cho mỗi miếng. Nắp đúng kích cỡ luôn nha. Dán nhãn lên. Thuốc xịt côn trùng giúp diệt bọ đây. Chơi với bạn vui quá đi à. Tụ tập lại bên lửa. Hát hò cùng đàn guitar. Isabella và Mirabel quả là một cặp ăn ý mà. Olaf ơi, em giỏi quá à. Không ngờ em đánh đàn hay như vậy á. Cuộc vui lại tiếp tục. À, yêu ơi, em bị cắn rồi. Ngứa quá đi. Ai cần giúp nào? Ủa, mũi tấn công kìa. Chúng mình cần giúp đỡ. Cầm lấy đi, tôi có một loại xịt chống cắn đặc biệt. Lúc các bé xịt, tất cả đều biến mất. À, mọi người không sao rồi. Đúng nghĩa hồi sinh luôn á. Em làm tốt lắm. Mọi người nợ em một mạng nha. Em mừng là em giúp được mọi người. Làm nóng chiếc hộp nhỏ này nha. Giờ thì chúng mình bóc miếng hình dáng một cách dễ dàng chưa nè. Cho kem đánh răng vào hộp nha. Kem này sẽ giúp mọi người tránh bị tình trạng về da đó. Isabella đến gặp bác sĩ. Hello. Cứu em, bệnh phát ban này làm em khó chịu quá. Để xem nào, cha cha. Chúng mình phải bôi gì đó phù hợp mới được. Bệnh này dễ lây lắm ạ. Đúng vậy. Đúng như rằng, do chú mèo của em đó. Không có gì nghiêm trọng, chị sẽ cho em kem đặc trị. Bôi lên phần bị, nhanh lên nào. Cảm ơn ạ, mong là mọi thứ ổn ha. Kem này thần kỳ ghê, đúng không nào? Dạ đúng, cảm ơn bác sĩ. Chú mèo này cần một chai dầu gội phù hợp. Bye bye. Giữ sức khỏe nha. Phủ lớp giấy xốp này lên trên nắp nhựa. Tim mạch sẽ hiện rõ trên màn hình nè. Thêm bảng điều khiển. Và chiếc nút dễ thương nữa. Đồ trang trí và chiếc tai nghe cũ này có đóng góp cho y học đó. Gắn đúng dây vào nha. Chiếc tim tí hon xuất hiện rồi nè. Đúng nhịp tim luôn. Elsa đột nhiên thấy không được khỏe. Ô, ngực của mình đau quá. Tội chị, tim chị sao vậy? Ô, hiểu rồi, em sẽ gọi xe cứu thương. Có mặt rồi đây, có chuyện gì thế? Tim. Xem nào, hít thở sâu vào. Ồ, hình như tim bị đóng băng rồi. Chị khuyên em nên đi nhiều hơn và vui chơi nhiều vào. Có thể làm tan chảy trái tim của em đó. Cảm ơn bác sĩ ạ, may mà có bác sĩ. Một ngày ở bệnh viện Lalilu như vậy đã kết thúc rồi.
Mirabel cần chiếc quần mới. Quần của chúng mình sẵn sàng rồi nè. Đồng phục của bác sĩ nổi bật tí. Chữ thập đỏ thì sao nhỉ? Siêu đáng yêu luôn. Giờ thì chúng mình làm từ đất nặng nha. Bướm bướm ở khắp nơi luôn nè. Mirabel đã sẵn sàng làm việc rồi. Let's go. Các bé tập trung ở hội trường. Khi mà nhà ảo thuật xuất hiện, mọi người đã rất ấn tượng luôn. Ôi chao, phép thuật kìa. Không, là bác sĩ mà. Ai muốn lên trên sân khấu nào? Em ạ. Bé yêu, vaccine không làm đau ai cả. Giờ thì xếp hàng thành một hàng dài luôn. Kết hợp các trò này và tiêm vaccine quả đúng là một ý hay mà. Không sợ gì hết. Làm một chiếc túi da giả nào. Xíu keo và tí kiên nhẫn nữa. Và đã có chiếc túi dành cho bác sĩ đã sẵn sàng rồi. Giờ thì những loại thuốc cần thiết sẽ luôn bên cạnh bạn nè. Ồ, nhiệt độ cao quá. Mình gọi cho bác sĩ thôi. Xin chào, sao thế? Có bệnh nhân bị sổ mũi và sốt ạ. Mong bác sĩ đến nhanh ạ. Đến ngay đây. Yeah, bác sĩ Mirabel trốn trong hộp nãy giờ. Sao bác sĩ chui vào vừa vậy ta? Phép thuật Lalilu đó. Em bị sao nè? À rồi, mình để thuốc ở đâu đây mà ta? Rất khó để tìm thuốc trong chiếc hộp không này đó. Nung dụng cụ này ở lửa lớn nha. Nhờ ba mẹ của bạn làm giúp ha. Mỗi người sẽ có một bông hoa tươi nha. Vị thuốc vitamin này làm từ hoa thiệt giúp cho bệnh nhân khỏe lên đó. À, đây rồi. Thuốc đặc trị mới. Vitamin này sẽ giúp hệ thống miễn dịch khỏe hơn đó nha. Một viên mỗi ngày ha. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Ồ, đến giờ làm nhiệm vụ mới rồi. Wow. Chiếc tai nghe cũ được giấu trong chiếc túi trang điểm. Biến chiếc đệm tai này thành ống nghe nha. Gắn các hạt này ở phần đuôi tai nghe. Quay lại với Mirabel nào. Cô có bệnh nhân mới. Hi. Mời ngồi. Mời bạn nói trước nha. Cha cha, mọi thứ vẫn bình thường nhỉ? Cô bé quyết định chơi khăm bác sĩ và hét lên. Cha, quả là cô bé dũng cảm mà. Hình như em thích món này nhỉ? Đây nè, cầm lấy đi. Ồ, sau này con lớn lên, con muốn trở thành bác sĩ ạ. Cảm ơn. Giữ sức khỏe nha. In hình cặp kính và tách nền ra nha. Gắn lại với nhau bằng ống hút nào. Thêm kính vào ô hình tròn nha. Dùng chiếc kính này để kiểm tra mắt dễ hơn bao giờ hết. Những bé mới chập chững mà chưa biết đọc sẽ thấy mấy hình vẽ vui nhộn này dễ hơn đó. Hi. Con sẽ đi học sớm thôi. Con muốn biết là mắt con có ổn không ấy mà. Chào, ngồi đi con. Giờ chúng mình mang chiếc kính này vào nha. Ông sẽ cho con coi bảng đen này. Và con sẽ nói những gì mà con thấy. Con nhìn thấy hết ạ. Để xem nào. Vậy cái gì đây nhỉ? Máy bay ạ. Con thấy hết bảng luôn. Đúng rồi, mắt tốt lắm. Ghi lại thôi nào. Cảm ơn bác sĩ. Con đi đây. Goodbye. Bạn có thể đến gần xem. Ồ ồ, mình là gà tây nè. Và đây là hình của chú bịt mà. Lấy vài miếng băng keo nha. Dán vài đường quanh miếng nhựa trong này. Cắt thành băng thương nhỏ.
băng cá nhân vào trong hộp. Chúng sẽ giúp cho bạn an toàn khi bạn gặp vết xước hay cào nè. Tội nghiệp, em xuống có được không hả? Chà, chờ xíu. Chị khỏe lắm đó nha. Đột nhiên, có côn trùng nằm dưới nhà bị cô bắt gặp. Ô không, Luisa bị vứt thứ gì đó rồi. Mọi thứ rơi tung tóe. Nhà, cô bé và cả chú lừa nữa. Bác sĩ Turkey ở đây. Bạn có thể giúp mình được không? Tất nhiên rồi, băng cá nhân nè. Bye. Goodbye. Tuyệt quá. Không chỉ che được đi vết xước mà da của mình cũng đẹp nữa. Cắt chai nước giặt này đi. Làm hình chiếc xe nha. Thêm cửa. Thêm bánh xe thật xịn nào. Đúng vậy, xe cứu thương đó. Khối xốp này sẽ làm ghế ngồi nha. Thêm tay lái. Trang trí hoa. Hoa hồng nở mọi nơi luôn nè. Chơi ở công viên giải trí này vui ghê đó. Cô bé quyết định lái xe đẩy. Ồ, có sao không dạ? Mình gọi xe cứu thương nha. Ồ, phải xét nghiệm cho bệnh nhân thôi. Đưa bé đến bệnh viện thôi nào. Luisa giúp cho bé lên băng ca và xe cứu thương mà mang vào trong để kẹp nẹp cho bé. Có cả thanh thanh sắt luôn nè. Nhưng mà chúng mình chỉ dùng vài vòng thôi. Thêm tí phép thuật nha. Và chúng mình có chiếc hộp rồi đây nè. Bỏ phần vỏ nhựa đi. Có vài hoa hồng nở nè. Gói khăn giấy này sẽ có ích trên chiếc xe đẩy này lắm đó. Hello. Em chắc là bệnh nhân mới nhỉ? Bác sĩ ơi, em bị đau răng, chị giúp em nha. Ngồi xuống và thư giãn đi nào. Ồ, nhanh kết thúc đi mà. Ngay khi Olaf nhắm mắt, đột nhiên Mirabel đổi chỗ cho bác sĩ gà tay. Yeah, để xem chúng mình có gì nè. Không có gì nghiêm trọng cả. Ồ, có một lỗ thiệt bự luôn. Y tá, thuốc tê. Đã rõ. Olaf chú ý ống tiêm bự chảng ở xe đẩy. Nhà em còn có việc. Sao mà sợ dữ vậy? Chỉ là xe đẩy thôi mà. Cắt ống trong suốt này đi. Đậy lại bằng bán hạt này nha. Thêm đầu bút và hoa. Cây kim này đẹp chưa nè. Cho thanh sắt xuyên qua kẹp giấy. Giờ chúng mình có giá đỡ rồi nè. Sao mà sợ được cây kim tiêm dễ thương này ta. Mấy chú lừa của con thấy không được khỏe à? May quá, có thuốc luôn nè. Không có gì sợ hết trơn á. Đúng vậy, không có đau gì đâu mà. Sau khi tiêm, phép màu xảy ra. Các chú lừa phủ đầy hoa luôn. Khỏe hơn. Và bắt đầu làm trò trong phòng bệnh viện. Các bé ẵm Luisa luôn. Phản ứng lạ quá ha. Chúng mình cần nửa ống cuộn này. Nắp hộp này được nè. Làm thành chiếc cân. Cân đúng luôn. Nét trang trí này sẽ giúp việc kiểm tra trở nên vui hơn nè. Bác sĩ ơi,
Chúng em đến. Đúng rồi, cùng xem nhịp tim nha. Chân ổn rồi nè. Giờ thì cân cho bé thôi nào. Tốt lắm. Đừng lo, con của em khỏe mạnh lắm đó nha. Em cũng lấy lại vóc dáng rồi đó. Giỏi lắm mẹ bầu ơi.